chào mọi người, bây giờ mình đang có mặt ở bến tàu cao tốc Bến tàu cao tốc, ga cao tốc đi trên sông từ Sài Gòn về Vũng Tàu chắc chắn là một tiếng đôi đồng hồ thôi, có thể là một tiếng. Tàu cao tốc này mới hoạt động trở lại trong đây được 1-2 tháng rồi. Trước đây có một vài sự cố nhỏ và bây giờ bến tàu này đang mới được sửa lại rất là đẹp. Các bạn có thể thấy du khách nước ngoài đi từ bến tàu về rất là đông này. Hôm nay đường ra đây để quay cho Dan Bastion cho một nhóm nhảy CDC và giờ đã có mặt ở đây chờ đợi nhóm nhảy đang tới. Hẹn quay phim 2 giờ mà giờ nhóm nhảy mới có một người. Các bạn có thể thấy view Vitico bên kia. Phía bên kia là khách sạn Majestic. Rồi, quan cảnh trong phòng. Kia là khách sạn Liberty Sài Gòn. Liberty Central. Hiện giờ giá vé của ga cao tốc Bạch Đằng này không biết là bao nhiêu ta. Thật sự mình người Vũng Tàu mình đi xe máy vậy không chứ bao giờ đi tàu cao tốc trên biển trên sông này vậy. Kiếm người vô không đó. Để cho con đặt ra. Đây thôi. Ồ, bên kia. Thấy là mát không? View đây mọi người ra đây cho mình dưới rất là nhiều này. Có vẻ rất là đẹp. Rất là đẹp. Đây có một nhóm các bạn trẻ đang thực hiện cái giao dịch này. Siêu đẹp. Đây sẽ là một lớp nhiếp ảnh này ra thực hành. Đây mình vô kiếm liên tập rồi. Sao rồi nhóm nhảy tới đông chưa là bỏ. Bao nhiêu người tới rồi. Đấy, hẹn quay phim 2 giờ mà mới có một người tới thì khi nào mới làm việc xong đây? Không thể chấp nhận được ạ. Làm việc phải đúng giờ. Hôm nay có sự kiện gì Lộc biết không? Đó, hôm nay 5 giờ chiều là lễ ra mắt công ty Coleman Entertainment. Thế mà Lộc Võ đang book nhóm nhảy GDC quay ở đây nè, bến Bạch Đằng nè. Hy vọng 4 giờ sẽ xong nha. 4 giờ xong hai anh em mình đi dự tiệc nha. Ok. Rồi, hẹn mọi người coi clip của nhóm GDC trên Dan Bastion nha. Xin chào, nhớ like và subscribe kênh YouTube trường nha mọi người.